Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Mõ Việt Nam. Các bạn thân mến, tàu khu trục Shima là một tàu khu trục lớp Hata của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Nhật Bản hiện có tổng cộng 2 chiếc loại này. Nó được đưa vào hoạt động năm 1988. Tàu có chiều dài 150m, chiều rộng 16,4m, lượng giãn nước 6.000 tấn, tốc độ tối đa 41 hải lý 1 giờ. Đây là tàu chiến đầu tiên của Nhật Bản được trang bị động cơ tua biên khí Shimakage có thể đóng vai trò kỳ hạm của nhóm tác chiến hải quân, thay thế vai trò của các khu trục hạm cỡ lớn trong trường hợp chúng đang bảo dưỡng hoặc bị hư hại trong chiến đấu. Mỗi chiếc mang được 6 tên lửa chống hạm RGM-64 Harpoon, tên lửa phòng không tầm trung RIM-66 Standard, rocket chống ngầm ASROC, hai pháo đa dụng Mark 42 cỡ nòng 127mm, hai bệ pháo phòng thủ cực gần Phalanx, và ngư lôi 324mm. Thông thường, những chiếc tàu chiến chỉ gặp sự cố trong những trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, Cục phòng vệ Nhật Bản cho biết tàu khu trục Shimakaze DDG-172 đã khởi hành từ căn cứ Sasebo, tỉnh Nagasaki vào sáng ngày 29 tháng 3 và thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực Biển Hoa Đông. Tới ngày 30 tháng 3 thì xảy ra sự cố bất ngờ khi nó bị một tàu cá Trung Quốc đâm thủng. Cụ thể, khoảng 20 giờ 30 phút tối giờ địa phương ngày 30 tháng 3, tàu khu trục Shimakage bị một tàu cá Trung Quốc đâm vào trên biển Đông tại vị trí cách Yukishima, tỉnh Kagoshima, khoảng 650 km về phía Tây. Phía bắc quần đảo Senkaku, Điếu Ngư đang tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Vụ va chạm khiến tàu khu trục Shimakage bị thủng một lỗ có chiều dài 1 m và rộng 20 cm ở phía sau sườn bên trái. Tuy nhiên, tàu vẫn có thể tiếp tục hành trình. Được biết thủy thủ đoàn của tàu khu trục Nhật không ai bị thương. Sau vụ va chạm, các thủy thủ tàu khu trục Nhật đã đưa một chiếc xuồng đến gần tàu đánh cá để xác nhận. Phát hiện thấy rằng 13 thuyền viên trên tàu đánh cá Trung Quốc cũng không hề hấn gì. Cả tàu khu trục và tàu đánh cá hiện đang neo đậu tại vùng biển Hoa Đông. Cục phòng vệ nói sẽ phối hợp với lực lượng phòng vệ trên biển để điều tra. Ngoài ra sẽ thành lập một ủy ban điều tra tai nạn tại Bộ Tư lệnh Hạm đội Lực lượng Phòng vệ Hàng hải để điều tra độc lập xác định nguyên nhân sự cố. Hiện không có thông tin về hành động khiêu khích của tàu cá Trung Quốc. Các bạn thân mến, với kích thước 6.000 tấn, nhưng khu trục hạm của Nhật Bản vẫn bị tàu cá Trung Quốc đâm thủng, chứng tỏ tàu cá Trung Quốc thuộc tàu cỡ lớn và khả năng thuộc lực lượng dân quân biển Trung Quốc. Trong một vụ đâm va, hướng và vị trí tiếp xúc giữa hai tàu cũng như sự chủ động của mỗi bên sẽ quyết định mức độ thiệt hại trong sự việc lần này, tàu khu trục Nhật Bản bị thủng tới 1 mét và không có thông tin về thiệt hại phía tàu cá Trung Quốc. Thế nhưng thuyền viên trên tàu cá Trung Quốc vẫn bình yên, chứng tỏ Trung Quốc có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiếc tàu cá này chắc chắn đã được gia cố thân và mũi. Đây có thể coi là một động thái gian đe khá liều lĩnh từ phía Trung Quốc. Những sự việc gần đây cho thấy, dường như dịch bệnh COVID-19 càng hoành hành, Trung Quốc càng có những hành vi trắng trợn và nguy hiểm trong các khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau